yêu, con luôn ăn hiếp con rể. Đây không phải là một điều tốt. Con thậm chí không cho phép cậu ấy nói chuyện với ta, cứ luôn bảo cậu ấy đến văn phòng. Ba à, anh ấy làm những việc như một đứa trẻ. Thậm chí ngày hôm nay con vẫn phải ép buộc anh ấy và bảo anh ấy đến văn phòng. Điều đó thật dễ thương. Cậu ấy đã đi làm mà, phải không? Chị gái, đó cũng là vì mẹ đã yêu cầu anh ấy để tài xế đưa em đi. Nếu không, anh ấy vẫn sẽ ngồi cả ngã ở đây với em cho coi. Con thân mến, nó là một điều tốt. Xin thần linh luôn ban phước cho tình yêu của con và luôn luôn giữ chúng được nguyên vẹn. Bà phải đi nghe máy cái đã. Con hãy chăm sóc bản thân và đừng gây rắc rối với con rể. Con yêu, hãy tiễn con bé nhé. Dạ, ba ba. Được rồi, nghe này Seveny, em sẽ đi theo con đường nào vậy hả? Hôm nay giao thông sẽ rất đông đúc đó. Chợ Lazy. Thật ra em cảm thấy muốn ăn Bani Puri. Được rồi, đi cẩn thận và yêu cầu tài xế lái xe từ từ. Dạ, tạm biệt em. Tài xế, đến chợ là gì? Dạ rồi thưa cô. Tài xế này chuẩn bị đưa em đi ăn Gogapas ngon nhất của thành phố. Lazy Bilachan Kesariya. Sahi, là anh sao? Dạ mẹ, xem này. Con nghĩ rằng với sự xuất hiện của hai cô con dâu, trái tim con sẽ được nghỉ ngơi trong cơn cực lạc. Nhưng bây giờ cả ban đêm của con cũng bị hủy hoại. Một người đã đến câu lạc bộ và ngồi đó, và người khác thì đang trong thai kỳ. Con là người bị bỏ lại phía sau và phải làm cả hai công việc của họ, giống như Busan dành thời gian của mình ở trong văn phòng suốt 8 đến 10 giờ. Và bây giờ con phải dành hết toàn bộ 8 tháng để phục vụ cho Shivani. Dạ thưa mẹ. Dạ, con sẽ chăm sóc mẹ chồng con thật đặc biệt. Được rồi, con cúp máy đây. Con đã nói chuyện vài đó, Sahia. Mẹ con đã gọi. Bà ấy đã hỏi về mọi người và đưa ra hàng ngàn hướng dẫn. Hướng dẫn nào? Cùng một kiểu mẹ hay dạy con đó, là những cách chăm sóc mọi người trong nhà, nấu mọi thứ cho đúng thời gian và nhiều hơn nữa. Wow, đây là một điều rất tốt. Mẹ của con cũng giống như mẹ đó. Nghĩa là sao ạ? À? Ý mẹ là mẹ cũng đến để bảo con đi chuẩn bị sữa hạnh nhân cho Shivani. Chị dâu muốn tự mình đi làm, nhưng mẹ đã ngăn chị ấy và nói rằng con sẽ chuẩn bị. Dạ, dạ. Khi mà con ở đây thì tại sao chúng ta còn cần bất cứ ai khác nữa chứ? Được rồi, hãy làm điều đó nhanh chóng. Shivani sẽ về ngay đó được không? Dạ, hãy xem như là nó sẽ được thực hiện xong rồi ạ. À? Sahia đã chết. Chuyện gì vậy Sahia? Mẹ, này mẹ, may mắn của con đã đi đâu mất rồi. Khi mà con vội vàng đứng dậy thì eo của con đã cứng ngắc. Được rồi, con ngồi xuống đi. Không sao, đó là một sự trèo hông nhẹ thôi. Nó sẽ ổn trong 5 phút. Có nghĩa là mình cần phải tiếp tục đứng dậy một lần nữa sau 5 phút ư? Không, mình đã chết. Này, mẹ đã nói là con không di chuyển rồi mà. Symphony sẽ về sau 5 phút nữa. Con sẽ chuẩn bị sữa hạnh nhân. Nè con không cần làm, con không cần làm, mẹ sẽ làm, con nghỉ ngơi đi. Mẹ ơi, mẹ thật là tốt biết bao. Như mẹ muốn. Được rồi, nếu con cần bất cứ điều gì thì con hãy nói với mẹ được không? Dạ rồi, cảm ơn mẹ. Tốt thôi, hãy tự chăm sóc mình đi. Này, từ từ thôi. Nó sẽ mất nhiều thời gian để bình phục. Mình sẽ không cho phép những người đó làm nữ hoàng để thống trị mình rất dễ dàng vậy đâu. Này thím ơi, thím đang làm gì trong bếp vậy chứ? Cháu đã chuẩn bị sẵn thức ăn trước khi đi rồi mà. Mansi, tại sao cháu luôn căng thẳng như thế? Cho phép chúng ta cũng được làm một số công việc nữa chứ. Nó tốt cho sức khỏe mà. Thím đã làm rất nhiều việc, bây giờ đến lượt chúng cháu. Nhân tiện, thím đang chuẩn bị gì vậy? Đây là sữa hạnh nhân cho Shivani. Món này là rất tốt cho sức khỏe. Thật ra Sanhia phải làm nó, nhưng đột nhiên thì nó bị trẹo hông. Vì vậy ta nghĩ rằng ta sẽ làm. Không sao, giờ thím nghỉ ngơi đi, cháu sẽ chuẩn bị sữa. Ta biết mọi thứ mà cháu muốn. Tất cả những gì cháu muốn là cả hai người phụ nữ già này nên nghỉ hưu. Và sau đó cháu sẽ được tận hưởng sự tự do của mình chứ gì.
Ôi không, làm sao mà thím phát hiện ra đây là kế hoạch của chúng cháu vậy chứ? Làm sao mà cháu sẽ được tận hưởng sự tự do của mình bây giờ thế mà? Được rồi, hãy đến đây. Từ bây giờ em sẽ không đi ra ngoài để thưởng thức gì nữa hết. Thực ra em thậm chí sẽ không nói cho anh biết những gì mà em thích. Chỉ vì em đã nói Gugapat mà anh đã trốn khỏi văn phòng và đến đây ư? Nếu là vậy thì anh sẽ quay về văn phòng ngay. Em cứ tiếp tục ăn khích đi luộc ở nhà được không? Em yêu cầu anh đi khi nào? Anh trai, cho thêm một đĩa. Ở đây em đang ăn hết đĩa này đến đĩa khác và em còn đang mắng anh ư? Bây giờ vì anh đã đưa em đến đây, Laji Belechan Kesadilla với rất nhiều tình yêu. Sau đó anh cũng sẽ nhận được một số tình yêu từ em. Là mắng có nghĩa là tình yêu. Ồ thần linh ơi, đừng gửi con của con đến như hình ảnh của vợ con. Nếu không, điều tương tự sẽ xảy ra. Đứa bé sẽ nói, Sahi, thuyền của ba sẽ chìm ở đâu? Dạ thưa mẹ, Sahi, con có biết Sivani ở đâu không? Mẹ không biết tại sao người lái xe cũng không nhấc điện thoại. Mẹ ơi, cô ấy đang ở với con. Chúng con đã đến chợ Laji. Thực ra chúng con đã cho tài xế nghỉ phép đó. Tại sao con lại đưa con bé đến chợ Laji chứ? Mẹ ơi, Sivani muốn ăn Gugapat nên chúng con đến đây. Sahi, sao con lại đưa con bé đến đó? Ta nên nói gì với con và ta nên giải thích gì với Sivani đây chứ hả? Con bé thậm chí không biết là trong khi mang thai thì con bé không nên ăn thức ăn đường phố ư? Chúng không có vệ sinh. Dạ mẹ, nhưng chính mẹ đã nói rằng Gugapat trong chợ này là rất ngon. Từ nhỏ mẹ từng cho chúng con ăn ở đây mà, mẹ nhớ không? Được rồi Sahi, bây giờ con đã trở nên thông minh và lớn rồi chứ gì. Con hiểu rõ là mẹ muốn điều gì tốt và xấu cho con mà, phải không? Dạ mẹ, nhưng... Anh trai, tôi đợi lâu rồi, đưa cho tôi. Chờ đã thưa cô, điện thoại của ai vậy? Không có gì và không ai hết. Nói cho em biết là ai gọi vậy? Đó là mẹ. Mẹ nói gì? Thực ra là mẹ đã tức giận với anh vì đã cho em ăn Gugapat trong điều kiện này. Không sao đâu, cho tôi một đĩa nào. Sahi, chúng ta nên về nhà. Đúng thế Sivani, ăn hết cái đã, sau đó chúng ta sẽ đi. Không đâu Sahi, mẹ rất quan tâm đến em. Mẹ chăm sóc mọi điều nhỏ bé cho em. Nếu mẹ tìm thấy hạnh phúc trong việc này, sau đó hạnh phúc của em cũng là trong đó. Nó sẽ không đúng khi làm mẹ thấy tức giận hơn. Chúng ta đi chứ. Được rồi, bao nhiêu tiền? Chị không nên quá lo lắng chị dâu, Sivani sẽ về ngay mà. Tôi không biết. Sivani không có kiến thức về điều gì là tốt và điều gì là xấu cho con bé. Tôi đang mất niềm tin vào con bé. Nếu bây giờ là trường hợp này thì con bé sẽ chăm sóc đứa trẻ như thế nào? Chị không nên quá lo lắng, chúng sẽ về ngay mà. Hãy nhìn xem, chúng đã về rồi. Sivani, con còn nhớ phải không? Mẹ đã giải thích cho con rồi. Là trong điều kiện này con nên thay đổi cách sống của con đi. Nhưng mà con đã không thay đổi. Có đúng không? Khi con lại ăn thức ăn đường phố trong tình trạng này chứ hả? Con thậm chí không thử tưởng tượng hay sao Sivani? Là trong điều kiện này nếu con mà bị bệnh, sau đó con thậm chí không thể uống một vài loại thuốc nào hết. Đó là vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai kỳ. Xin lỗi mẹ, sau này con sẽ chú ý hơn. Không phải là mẹ nói với con ngừng ăn tất cả những thực phẩm này. Nhưng bất cứ khi nào mà con cảm thấy thích ăn tất cả những thứ này, sau đó hãy nói chúng ta biết, chúng ta sẽ tự làm điều đó cho con ở nhà. Được thôi mẹ. Có một đầu bếp tuyệt vời trong nhà, bất cứ khi nào con muốn ăn gì, chỉ cần cho chúng tôi biết, Sahia và tôi sẽ chuẩn bị nó nhanh chóng cho cô. Wow chị dâu, ý tưởng chị đã đưa ra thật tuyệt làm sao, chị nên nói sớm trước khi chúng em ra ngoài. Mẹ, chúng con sẽ không đi ra ngoài ăn kể từ hôm nay, chúng con sẽ chỉ ăn ở nhà. Sivani, cái gì trong túi vậy? Thế mà, mẹ đã giữ quần áo trẻ sơ sinh của cháu và chị gái cháu một cách cẩn thận, vì vậy cháu mang về. Trẻ sơ sinh không nên mặc quần áo mới, phải không ạ?
Wow, hôm nay dường như có một cơn mưa quần áo. Thật là trùng hợp, chị dâu cũng đã lấy quần áo cũ của trẻ em vào ngày hôm nay. Wow, con của cháu rất đầy đủ rồi này. Này, bây giờ nó đang ở đâu? Mẹ, lưu lại nào. Ý con là đứa bé sẽ đầy đủ ở đâu bây giờ chứ? Đứa bé sẽ trở nên đầy đủ chỉ sau khi làm lễ tắm cho bé. Ý tôi là thực tế thì con của cô sẽ đầy đủ. Nghĩa là sao? Hãy nhìn xem, cô ấy không biết gì về phong tục và nghi lễ cả. Shivani, khi mà cô bước vào tháng thứ 8 của thai kỳ của cô, sau đó tất cả chúng ta sẽ ăn mừng nghi lễ tắm em bé của cô. Và còn một điều khác là con của cô sẽ nhận được tràn ngập những món quà mà cô sẽ nhận được từ nhà chồng. Nhưng quà tặng cũng được mang đến từ nhà của cha mẹ cô nữa. Rõ ràng, tất nhiên là nó cũng sẽ được mang đến. Đó là một nghi thức mà họ cần phải làm điều đó. Quà tặng từ cha mẹ ư? Cô thậm chí không biết điều này à? Tốt thôi, giờ tôi nói luôn. Nó giống như là hai bộ trang sức cho cô này, một số vàng cho con cô, quần áo hàng hiệu đắt tiền cho tất cả chúng ta và rất nhiều thứ khác nữa. Khi tất cả các nghi thức này được thực hiện, sau đó con của cô sẽ trở nên giàu có. Bây giờ ta cũng không thể chờ đợi cho đến ngày làm nghi lễ này. Ta không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ đến và chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu phước lành. Khi nào thì ngày đó sẽ đến chứ? Shivani, có chuyện gì sao? Chỉ cần nói về nghi lễ tắm của em bé, tôi đã thấy được bầu trời tràn ngập hạnh phúc. Nhưng sao khuôn mặt của cô lại nhìn rất buồn tẻ? Sao vậy chứ? Không không, tôi rất hạnh phúc. Thật ra tôi hơi mệt mỏi, phải không nào? Vì vậy tôi sẽ đi và nằm nghỉ một chút. Chuyện gì xảy ra với Shivani vậy, Sahi? Cô không biết mà, có lẽ cô ấy không có tâm trạng. Con sẽ đi xem. Hôm nay cô thấy rồi đó, Raha. Khuôn mặt của Shivani trở nên như thế nào khi nghe về lễ tắm em bé rồi đó? Chính cô nói với tôi, cô đã thấy một người mẹ như vậy bao giờ chưa? Người sẽ trở thành một người mẹ của đứa con mà chúng ta đang hồ hởi thảo luận và cô ấy không phản ứng gì cả. Có thể Shivani đang buồn vì một điều gì khác. Bây giờ thì cô nói hoàn toàn đúng. Và lý do để con bé buồn bã không phải là một, nhưng có thể là nhiều lý do. Giống như con bé sẽ mất đi cuộc sống vô tư của nó sau khi đứa trẻ được sinh ra. Hoặc có lẽ con bé sẽ nghĩ là nó sẽ phải làm điều gì đó sau khi kết hôn mà con bé có thể không thể làm được sau khi đứa bé được sinh ra. Hoặc có thể con bé không còn có thể đi bộ xung quanh, du lịch khắp nơi và ăn uống bên ngoài. Điều đó giống như là hoàn toàn bỏ đi cuộc sống của nó theo cách nghĩ riêng của nó vậy. Nhưng chị dâu, tôi chỉ đang cố nói với chị rằng, làm ơn đi, Raha, xin vui lòng, tôi đã nhìn thấy thế giới. Từ lúc con bé nhận được tin tức về em bé cho đến bây giờ, tôi không thấy được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt Shivani. Tôi đồng ý chị dâu rằng biểu hiện hạnh phúc mà đáng lẽ phải có trên khuôn mặt Shivani đã không ở đó, nhưng có thể là những gì Sahi nói là sự thật, là Shivani không có tâm trạng. Là vậy ư? Raha, khi cô mang thai thì tâm trạng của cô có như thế này không? Hay là cô đã thấy chỉ có Shivani mới có tâm trạng như thế này lần đầu tiên? Hãy nhìn xem, không có điều gì quan trọng đối với Shivani, hoặc là cô ấy không bị làm phiền chút nào về những việc như là con bé nên ăn gì và những gì thì nó không nên ăn. Con bé thậm chí không bận tâm khi chúng ta đang nói chuyện về nghi lễ tắm em bé. Mọi người đều hạnh phúc nhưng con bé không hạnh phúc. Bây giờ làm sao cô có thể tìm được cho tất cả những điều này một cái cớ cho tâm trạng của con bé được đây hả, Raha? Không có chị dâu.
đối với một người mẹ tương lai. Nỗi buồn nào có thể lớn hơn hạnh phúc khi nghĩ về đứa trẻ chứ hả? Tôi đồng ý Maria rằng không thể có một hạnh phúc nào lớn hơn thế này. Nhưng chính cô hãy nói với tôi, làm sao mà ba mẹ của tôi có thể đủ khả năng chi tiêu rất nhiều tiền như vậy chứ? Cô biết rằng tôi đến từ một gia đình trung lưu mà phải không? Chị chỉ mới bắt đầu công việc của mình đây thôi. Và đến bây giờ, áp lực về việc tôi mang thai. Tôi đang cảm thấy rất tội lỗi Maria. Họ thậm chí sẽ không nhận sự giúp đỡ tài chính từ tôi. Rõ ràng vì lòng tự trọng, trong trường hợp như vậy, làm sao mà tôi có thể mong đợi họ sẽ thực hiện nhiều chi tiêu cho nghi lễ tắm em bé của tôi đây chứ? Marcy, Sivani, Sahia đã nói tất cả những điều này phải không? Trong gia đình này, có những người khác rất hiểu biết và họ có thể hiểu tình hình của gia đình cô mà. Hãy nhìn xem, tất cả chúng ta sẽ tìm cách cùng nhau và tìm ra một số giải pháp. Hoặc làm điều gì đó khác cho lễ tắm em bé của cô. Dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian cho lễ tắm em bé của cô mà. Gia đình cô sẽ không thay đổi. Họ luôn là gia đình. Tôi sẽ tìm hiểu chi phí cho tất cả những điều đó là bao nhiêu và cần những gì. Tôi sẽ nói lại với cô, đừng lo lắng. Tuyệt vời quá Marcy. Nói chuyện với cô làm cho vấn đề, dù lớn nhất trong số các vấn đề cũng sẽ nhỏ lại. Nhưng Sivani, tại thời điểm này, tôi lại cảm thấy vấn đề của tôi là lớn nhất trong tất cả. Tại sao? Chuyện gì vậy? Huấn luyện viên của tôi, Vihan, có lẽ anh Đức không thích anh ta. Có phải không thế? Nhưng mà tại sao? Cô đã nói rằng anh ấy là một huấn luyện viên rất giỏi đúng không nào? Anh ấy giỏi, nhưng anh Đức và Vihan lại là đối thủ cạnh tranh thời thơ ấu. Hầu hết cả hai đều từng phải đối mặt với nhau trong mỗi trận chung kết. Và tôi chắc chắn là anh Đức đã từng giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Và sau đó thì anh Núp ngừng chơi tennis và Vihan đã biến nó thành sự nghiệp của mình. Vì vậy, rõ ràng là anh Núp sẽ cảm thấy không thoải mái, phải không? Trong khi đó tôi lại đang học tennis từ Vihan, người đã từng là đối thủ cạnh tranh của anh Núp. Tôi phải làm sao đây? Bây giờ nói tôi biết, tiếp theo tôi phải làm gì bây giờ? Được rồi, đầu tiên cô hãy nói với tôi, Vihan trông như thế nào? Sivani, tôi đã nói với cô vấn đề của tôi ở đây và cô đang hỏi tôi nhìn Vihan như thế nào ư? Hãy cho tôi biết anh ta trông như thế nào? Ừ, anh ấy trông ổn ư? Cô mà nói ổn có nghĩa là anh ấy nhìn rất khá phải không? Điều đó không quan trọng Sivani, cô không nhận thấy sao? Vihan sẽ chứng minh là đối tác rất hữu ích trong việc kéo anh ra trở lại sau tennis. Và đây là kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Bây giờ cô chỉ được phép học từ Vihan. Và giả vờ như là cô không biết được rằng anh trai không thích Vihan. Cô mà càng khen ngợi Vihan trước mặt anh trai, anh trai càng thấy mình không an toàn. Một ngày nào đó, sẽ đến khi mà anh trai sẽ cầm cây vợt tennis lên trong sự nhiệt tình. Chỉ để cho cô thấy rằng anh ấy là một người chơi quần vợt tốt hơn Vihan. Cô đúng là Sivani à, cần gì phải làm cho anh Núp thấy tất cả những điều này. Rõ ràng là anh Núp là một người chơi quần vợt giỏi hơn và chính tôi cũng biết rằng tôi không thể có được một huấn luyện viên giỏi hơn anh Núp trên toàn thế giới này. Cô biết điều này, tôi biết điều này. Nhưng có thể anh Núp có một chút nghi ngờ về chính mình phải không? Không được Sivani, tôi không thể làm tất cả những điều này. Tôi không thể cố tình làm tổn thương anh Núp. Chính cô cũng đã nói, nó sẽ giống như là tôi đang nói dối. Tôi không thể nói dối với anh Núp Sivani, tất cả điều đó là sai. Tôi đồng ý nó là sai. Nhưng bằng cách nói một lời nói dối, nếu như mà hạnh phúc trở lại ngôi nhà này, sau đó, điều đó dù là sai thì cũng giống như là nó đúng. Đúng vậy Sivani. Kế hoạch này chắc chắn là có một chút khó khăn, nhưng có nhiều cơ hội để nó thành công. Cô đã chuẩn bị rồi chứ, phải không? Làm giống như vậy, bây giờ cô hãy xem cách mà chúng ta lên kế hoạch đưa chúng ta đến gần với mục tiêu của chúng ta. Kế hoạch hoàn hảo.
Kế hoạch này rất tốt để đạt được mục tiêu. Sahi, thật sự chị sẽ giải thích. Cô định nói gì Masi? Và Sahi à, anh đã nghe được gì rồi? Kế hoạch và những điều tương tự mà hai người đã nói chuyện nãy giờ đó. Anh đã nghe mọi thứ. Kế hoạch rất tốt. Anh đã nghe hết mọi thứ. Là vậy ư? Đó là một điều rất tốt. Bây giờ chúng ta cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của anh nữa. Masi, bây giờ Sahi cũng đã nghe được một chút. Sau đó chúng ta cần nói với anh ấy toàn bộ vấn đề phải không? Anh ấy xứng đáng được biết. Sahi, anh đến đây, em sẽ nói cho anh biết. Stephanie, cô đang định làm gì vậy? Tôi sẽ trở thành một người vợ đàng hoàng. Sahi, anh đến đây. Ôi thần linh ơi, bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đúng thế, bây giờ nói cho em biết. Tại sao mà anh lại hành động giống như một nam chính trong phim thám tử vậy hả? Anh làm như cả hai bọn em đều là những kẻ khủng bố. Ý anh không phải như vậy. Anh chỉ muốn biết kế hoạch của hai người đang nói là gì thôi. Được rồi, trước hết, anh hãy nói cho em biết là anh nghe được những gì nào. Sau đó, em sẽ nói với anh những gì mà anh không nghe thấy. Cái gì? Vậy là sao? Sahi, nếu như mà anh không nói với em, vậy thì làm sao mà em sẽ nói rõ ràng nghi ngờ của anh chứ hả? Là vậy à? Anh đã nghe thấy điều đó. Ý anh là anh đã hiểu rằng cả hai người đã thực hiện một số kế hoạch mà nó rất quan trọng là phải làm cho đến khi đạt được mục tiêu. Và cho đến khi đạt được mục tiêu đó thì có những khó khăn trong kế hoạch này, nhưng mà cũng có nhiều khả năng là nó sẽ thành công. Anh chỉ nghe được như đó thôi sao? Đúng vậy. Anh đã nghe mọi thứ. Em hãy điền vào chỗ trống đi nào. Nó không phải là điền vào chỗ trống, nó là điền vào ngôi nhà. Chúng em đã nói về cách làm sao để cải tạo ngôi nhà. Cái gì? Nhưng ngôi nhà đã được cải tạo rồi mà, phải không? Là Sahia đó, cô ấy đã cải tạo ngôi nhà. Nghe này Sivani, em không thể đánh lừa anh và sau đó chính em sẽ cười cợt anh, đúng không? Đừng nghi ngờ tình yêu của em, chồng à. Cải tạo ngôi nhà là việc rất khó khăn nên chúng em đã thảo luận. Bây giờ chính anh cũng thấy là Sahia đã trang trí toàn bộ ngôi nhà. Và rõ ràng nếu chúng ta thay đổi nó rất nhiều, sau đó cô ấy sẽ cảm thấy tồi tệ, phải không? Vì vậy, chúng em đã suy nghĩ về một kế hoạch làm sao mà chúng ta có thể cải tạo ngôi nhà mà cô ấy cũng không bị tổn thương. Và để làm điều đó chúng ta chỉ có thời gian cho đến khi đi qua ly. Đó là tất cả. Vậy sao? Đây không phải là kế hoạch không hả? Nhưng mà biểu cảm của cả hai người lúc đó và kế hoạch này không phù hợp, Stephanie. Khi mà anh không thể hiểu chúng em, thì làm sao mà anh sẽ hiểu được biểu cảm của chúng em chứ hả? Nhân tiện, trang trí ngôi nhà là công việc của phụ nữ, được chứ? Vì vậy, bây giờ anh đi ngủ đi. Được rồi. Được rồi, hãy nghe này. Mẹ đã gọi em đó, và đó là vì một cái gì đó cấp bách. Vậy mà tại sao anh không nói ngay lúc nãy chứ hả? Anh chắc chắn rằng đó không phải là kế hoạch đi qua ly. Đúng hơn là em đã đánh lừa anh mà thôi. Cô vợ thân yêu của anh, nếu như em thông minh thì khi đó chồng của em là hơn cả thông minh đó. Bây giờ anh sẽ lập kế hoạch. Chỉ có thần linh mới biết Sivani sẽ nói gì với Sahi.
Vậy nói với em nào, việc lập kế hoạch của hai người đang diễn ra trong bao lâu rồi? Lập kế hoạch ư? Kế hoạch nào chứ? Chị dâu chị không cần phải che giấu nó. Em đã biết tất cả mọi thứ. Kế hoạch của hai người đã được bao lâu rồi và đang tiếp tục thực hiện nó sau lưng gia đình chúng ta thế nào? Em đã biết gì? Biết mọi thứ. Nghe này Sahi, đây không phải là kế hoạch của chị, đây là ý tưởng của Shivani. Chị cũng đã nói với cô ấy, nhưng mà cô ấy đã không lắng nghe lời chị. Thật vậy sao chị dâu? Đúng thế, em không biết rằng chị cũng có thể nói dối đó. Không đâu Sahi, đây là ý tưởng của cả hai chúng tôi. Shivani cũng đã hứa với chị rồi. Chị không biết làm sao mà cô ấy lại nói tất cả mọi thứ. Thật ra chị đã nói với Shivani rằng hãy nói với em mọi thứ để bọn chị có thể nhận được một chút trợ giúp từ em. Nhưng cô ấy đã nói rằng Sahi sẽ không giữ bất kỳ bí mật nào. Và nếu em lỡ để lộ cho ai đó biết thì chỉ có vô tình. Rồi đó... Ồ không, em bé này biết mọi điều về mình. Chị dâu, hãy bỏ qua tất cả những điều đó. Như cái cách mà chị biết rõ về Shivani thì em cũng biết cô ấy rất rõ. Cô ấy biết rằng cô ấy không thể giấu em một bí mật lớn quá lâu được đâu. Vậy bây giờ em muốn nói gì? Đầu tiên, em muốn nghe toàn bộ kế hoạch từ miệng của chị. Nhưng mà em đã biết tất cả mọi thứ rồi phải không? Đúng vậy, em biết chứ, em biết tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ cả hai người đều không biết kế hoạch này nguy hiểm như thế nào. Đúng thế, chị biết. Có rất nhiều nguy hiểm trong kế hoạch này. Sau tất cả, đó là một sự cay đắng trong mối quan hệ giữa mẹ và Nanup trong một thời gian dài như vậy. Bằng cách tham gia vào việc quần vợt trong câu lạc bộ, bọn chị nghĩ đến việc làm cho mối quan hệ giữa cả hai sẽ gần gũi hơn. Chắc chắn đó là một kế hoạch nguy hiểm. Ngay cả sau khi biết tất cả những điều này, vậy thì những gì đã khiến cho hai người đều nghĩ là sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch này chứ hả? Chị sẽ nói cho em biết. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mình đến muộn và mẹ ngủ rồi. Thím à, là thím sao? Cháu thân mến, cháu đang làm gì ở đây vậy? Cháu chưa ngủ sao? Bây giờ cháu nên ngủ sớm, nó rất quan trọng, cháu phải ngủ ngon. Thím à, cháu định sẽ đi ngủ, nhưng Sahi nói rằng mẹ đã gọi cháu đến, mẹ có việc muốn nói với cháu. Chị dâu gọi cháu ư? Nhưng chị dâu ngủ sớm mỗi ngày, chỉ cần dậy sớm vào buổi sáng cho Busa. Điều đó có nghĩa là Sahi... Trời ơi, có nghĩa là đây là mánh khóe của Sahi. Chúc ngủ ngon thím à, chúc con ngủ ngon. Cẩn thận, đi cẩn thận cháu thân yêu. Và bọn chị đã thực hiện kế hoạch này rất cẩn thận để hàn gắn cho mối quan hệ của cả hai người. Rất nhiều khoảng cách đã xen giữa họ vì quần vợt. Và quần vợt sẽ là lý do để đưa hai người đến gần nhau hơn. Manshi! Manshi, cô đã nói với Sahi về kế hoạch của chúng ta rồi à? Chúng ta đã quy định không nói cho ai biết mà. Sahi đã biết tất cả mọi thứ rồi. Này, anh ấy không biết gì cả. Anh ấy đã không nghe thấy gì. Xin vui lòng Shivani, đừng cố làm cho tôi trở nên ngu ngốc nữa. Cô nghĩ rằng tôi không biết điều đó ư?
Sahi đã biết về mọi thứ, kế hoạch của chúng ta rồi. Làm sao mà anh ấy biết được chứ? Chỉ có hai chúng ta mới biết về vấn đề này. Ai có thể nói với anh ấy đây? Sahi nói với tôi rằng cô đã nói với anh ấy rồi. Và cô đã tin ư? Thật là ngu ngốc. Tôi không có nói gì với Sahi. Thật là ngạc nhiên, thật là sốc. Làm sao mà hai người thậm chí nghĩ rằng kế hoạch này của hai người sẽ thành công hả? Đó là một kế hoạch thảm họa. Hai người đang đào một cái hố cho chính mình. Kế hoạch này sẽ không hiệu quả đâu. Và cách mà anh đã nói dối với Manji để có được thông tin, nó có đúng không? Hãy quên chuyện đó và những điều đúng hay sai đi. Cảm ơn thần linh vì anh đã phát hiện ra mọi thứ về kế hoạch này. Đây là gia đình anh biết rõ về mọi người và hiểu rõ tất cả mọi người. Mối quan hệ giữa mẹ và anh trai đã trở nên rất tồi tệ rồi, Sylvania. Đó là một bước sai có thể phá vỡ mối quan hệ của họ mãi mãi. Em đã nghĩ gì mà xem mối quan hệ này như một trò chơi chứ hả? Để cho một cây vợt tennis sau khi xoay tròn trong không khí như là một cây đũa thần và vấn đề sẽ được giải quyết ư? Cả hai người cũng đã nhìn thấy phải không? Khi mà anh nói về quá khứ thì vấn đề trong nhà đã trở nên không thể kiểm soát như thế nào chứ hả? Rồi mẹ và anh trai đã bị ảnh hưởng sâu sắc như thế nào? Anh ấy thậm chí còn tát anh và khiến anh thực hiện một lời hứa rằng anh không nên nói chuyện về quá khứ từ lúc đó và đừng nhắc về quá khứ. Bây giờ cả hai người đang đào bới toàn bộ quá khứ. Nghe này Sivani, anh đang cảnh báo cả hai người. Hãy quên chuyện đó đi. Nếu không thì anh sẽ phải suy nghĩ và làm điều gì đó mạnh mẽ. Và anh có thể làm bất cứ điều gì để giữ lời hứa của anh với anh trai. Mười bước để trông xinh đẹp, đẹp hơn. Đẹp hơn rồi, Sahi à. Trời ơi, mình đã chết. Sao bảy lại đến ngay bây giờ chứ? Này trốn thôi, mau trốn thôi. Sahi à. Chào mẹ. Con yêu à, em của con sao rồi? Mẹ, nó tốt hơn trước nhiều. Nhưng ngay cả khi mà con di chuyển một chút thì sau đó... Đừng di chuyển, đừng có di chuyển. Từ từ thôi, con nghỉ ngơi đi. Con không cần phải vào bếp. Được rồi, và nếu con cần bất cứ điều gì thì sau đó hãy gọi cho mẹ, được không? Dạ. Được rồi, mẹ... Có công việc gì không? Không không, không có gì quan trọng. Tất cả chúng ta đã tập hợp lại với nhau. Vì vậy, mẹ nghĩ rằng nếu cơn đau eo của con đã ổn hơn, nhưng tại sao lại xuống... Ý con là đi xuống tụ tập có công việc quan trọng gì sao? Không, không có gì quan trọng xảy ra. Chị dâu đã gọi cho anh chàng bán sari từ Jabu đến. Chúng ta cần mua sari cho Kawa Chao và Diwali phải không? Ngay lúc này đang có bộ sưu tập rất độc đáo. Vì vậy ta nghĩ rằng con muốn đến. Anh chàng sari ư? Con cũng sẽ đến. Con đứng dậy và ngồi lên được ư? Mẹ đang nghĩ rằng ngay cả khi mà con di chuyển một chút con cũng sẽ rất đau mà. Mẹ, là tác dụng phụ của việc đứng dậy. Con nghĩ rằng nếu như con đi xuống và ngồi đó với tất cả mọi người, sau đó con sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng mà cơn đau eo của con bây giờ đã tăng lên rồi. Nếu con đi xuống với cơn đau này thì cơn đau sẽ tăng lên nhiều hơn đó. Con nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ mua sari và mang đến đây cho con xem. Và mẹ sẽ mua một hoặc hai cái sari cho con, được không nào? Dạ rồi, đúng thế. Con hãy nằm xuống và nghỉ ngơi đi. Dạ. Nằm xuống đi. Được rồi, từ từ. Dạ. Chỉ nằm xuống đó, đừng di chuyển. Dạ rồi. Đau đó là của tôi. Và sari là của ai đó. Chà, anh ấy đang đứng đây và mình đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi trong nhà.
lấy đi. Em đang mang thai, và anh thì đang nổi cơn thịnh nộ khi ăn à? Shivani, anh không đói. Sahi, nếu không ăn cho anh, ít nhất là vì dạ dày của anh. Nếu dạ dày của anh không nhận được thức ăn đúng hạn, sau đó tất cả các tế bào trong dạ dày sẽ bắt đầu chơi kabaddi. Anh nói rồi anh không đói. Sahi, xin đừng tức giận. Em biết kế hoạch này không phải là một điều ngu ngốc, nhưng đó là một kế hoạch tốt mà, phải không? Anh không nghĩ rằng mối quan hệ của mẹ và anh trai sẽ trở nên tốt đẹp hay sao? Anh chưa bao giờ nhận thấy rằng cả hai đều đang không hạnh phúc khi mà không có sự hỗ trợ từ tình yêu thương của nhau sao? Anh chưa bao giờ thấy là vì mối quan hệ này mà nó đang tác động đến các mối quan hệ khác sao? Anh đã từng thấy rồi, và anh cũng đã nhận ra. Từ thời thơ ấu cho đến bây giờ, anh đã sống giữa mối quan hệ này. Anh cũng bị nghẹt thở, Sivania. Nhưng ngay cả khi anh có muốn, thì anh vẫn không thể làm bất cứ điều gì vì mối quan hệ đó. Vì vậy chúng ta cần phải làm một cái gì đó để sửa chữa mối quan hệ này, phải không? Được rồi, hãy làm điều đó. Hãy tham gia câu lạc bộ và chơi tennis. Mối quan hệ này sẽ được sửa chữa trong một giây. Cả hai người đang sống trong thế giới ảo vậy hả? Em không biết. Em chỉ biết rằng con em sẽ vào một ngôi nhà mà chỉ có tình yêu thương thôi, chứ không phải ở đâu đó mà có những năm tháng thù hận, cay đắng và sợ hãi. Giovanni nghe này, đi qua ly đang đến. Tại sao em lại nghĩ về quá khứ và làm hỏng tâm trạng của mọi người? Giovanni, anh đã hứa với anh trai. Sahi, chúng ta phá vỡ những lời hứa và ký ức phá vỡ chúng ta. Chị dâu, tại sao chị lại đến? Nếu chị đã gọi em, thì em đến chỗ chị. Đó là bởi vì đây không phải là lúc để giữ những lời hứa của các mối quan hệ. Đây là thời gian để xóa đi những ký ức cay đắng của các mối quan hệ từ quá khứ. Sahi, em rất ngạc nhiên khi nghe về kế hoạch này đúng không? Nhưng bây giờ em sẽ ngạc nhiên hơn khi nghe những gì mà chị nói. Kế hoạch quần vợt đó là số 1 và duy nhất của chị. Cái gì? Sahi, bây giờ em sẽ có thể hiểu cho chị dâu của em không? Một cô gái rất bình thường, chưa bao giờ đi sai đường, chưa bao giờ nói dối ai. Luôn luôn sợ hãi vì sợ những sai lầm xảy ra cho cô ấy nhầm lẫn. Vì vậy em hãy nghĩ, điều gì đã góp phần lớn tới sự can đảm trong đó của cô gái để khiến cô ấy có thể đến câu lạc bộ tham gia quần vợt, nói dối người trong nhà là cô ấy đã tham gia lớp yoga, và hơn nữa đã nói dối chồng mình. Bây giờ mỗi ngày một khoảnh khắc chị phải sống trong nỗi sợ hãi này. Là nếu như có ai biết mọi chuyện, sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Em có hiểu tâm trạng của chị không? Chị dâu, em chỉ không hiểu. Em sẽ hiểu nỗi đau của người vợ như thế nào được đây chứ, Sahi? Người mà không thể đến gần chồng cô ấy kể từ khi kết hôn cho đến bây giờ. Bất cứ khi nào mà chị nhìn thấy anh ấy, chị chỉ nhìn thấy anh ấy im lặng. Trong sự im lặng đó là cảm giác tội lỗi đã nhiều năm trước. Nhưng cho đến bây giờ, anh ấy vẫn còn đang trừng phạt chính mình. Và một hình phạt tàn nhẫn như vậy, nó đã khiến cho mọi người tránh xa anh ấy và giữ anh ấy tránh xa mọi người. Và nếu có ai đó có thể xóa đi cảm giác tội lỗi đó, thì người đó chỉ có thể là mẹ. Nếu như mà mẹ chủ động. Nhưng sau đó thì chị nhận ra rằng chị nên làm một cái gì đó. Chị cần phải mang anh núp ra khỏi lớp vỏ của anh ấy. Không chỉ vì như vậy đâu, Sahi. Không chỉ để cho anh ấy có thể đến gần chị hơn, nhưng còn là gần em, gần mẹ và gần gũi với cả gia đình này. Em nói đúng đó. Đó là một kế hoạch rất nguy hiểm. Có thể ảnh hưởng của nỗ lực này của chị có thể quật ngã lại chị như một cái tát vào mặt chị, đến mức Anup
và mối quan hệ của chị có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào vì điều này. Sau đó, không có ai trên toàn thế giới này mà có thể hàn gắn lại mối quan hệ của bọn chị được nữa. Nhưng việc mang lại hạnh phúc cho A Núp thì còn quan trọng hơn mối quan hệ của chị. Kế hoạch nguy hiểm này không có gì khác hơn là để đưa anh A Núp trở lại cuộc sống của mình, Sahi à. Manshi, mẹ và những người khác sẽ đợi chúng ta đó. Chúng ta cần phải đi.